Trong lúc này thì các dịch vụ rồi tiện ích xung quanh Đại học Quốc gia Hà Nội ở Hòa Lạc đã bắt đầu hình thành rồi. Theo dự kiến thì tương lai thì sẽ có khoảng 80.000 người học tập và làm việc ở đây. Và nơi này sẽ được xây dựng thành đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội theo hướng là thông minh bền vững. Mới chỉ là giai đoạn đầu tiên lên đây học tập, các sinh viên đã cảm nhận rõ những lợi ích ở môi trường mới. Nếu ở nội thành, hàng quán tràn đến cổng trường, thì tại Hòa Lạc, khuôn viên đại học nằm giữa những đồi cây, hồ nước, hoàn toàn không có ô nhiễm tiếng ồn, bụi bặm. Điều đầu tiên mà những sinh viên này cảm nhận chính là một môi trường thực sự chỉ chú tâm cho việc học tập. Cơ sở vật chất hiện đại, rộng rãi cũng như là không khí trong lành và mọi thứ nó rất là tốt. Nó đang gọi là rất là tốt trong việc tập trung cũng như là học tập của em ạ. Mới chỉ là sinh viên năm thứ nhất, các bạn trẻ này đã được tham gia vào các nhóm nghiên cứu của trường quốc tế Đại học Quốc gia Hà Nội. Các bạn đang tìm hiểu và thiết kế máy in 3D. Tại cơ sở mới Hòa Lạc, có đủ quỹ đất để xây dựng các phòng nghiên cứu khác nhau với quy mô khác nhau. Cái môi trường rất là hiện đại và thực sự là phải so sánh với các tầm với các trường đại học châu Âu, châu Mỹ, rất là hiện đại luôn. Hiện tại trong nội thành, có những đơn vị của Đại học Quốc gia Hà Nội phải trả vài trăm tỷ tiền thuê địa điểm một năm. Khi di rời ra ngoại thành, không những có chỗ để xây dựng các trung tâm nghiên cứu, mà còn có những không gian để học sinh và giảng viên trình diễn, thực hành trên thực tế. Hướng mà điều khiển các cái robot đặc biệt, ví dụ như là robot xe tự hành trong nhà máy hay là xe máy bay không người lái, thì đương nhiên là khi mà trong quá trình làm thực nghiệm thì rất là cần có một cái không gian đặc biệt là phù hợp với cái khu vực Hòa Lạc này. Và như vậy là thầy trò có thể trong nhóm nghiên cứu, các thành viên trong nghiên cứu có thể thỏa nguyện cái ước mơ để là làm khoa học và làm thực tế. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Đại học Quốc gia Hà Nội phải xây dựng thành khu đô thị đại học tích hợp chức năng 5 trong 1, bao gồm trung tâm đào tạo chất lượng cao, trung tâm nghiên cứu khoa học ngang tầm khu vực, trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm đô thị đại học thông minh, trung tâm hợp tác công tư và chuyển giao công nghệ. Trước mắt, Đại học Quốc gia Hà Nội đã xây dựng một khung hành động cho đô thị này. Đối với cả một đô thị thì cái đối tượng chính là cư dân. Thế nhưng đối với đô thị đại học thì cái cư dân này hơi đặc biệt là họ là sinh viên. Và tất nhiên có cả các cán bộ, các nhà khoa học ở trong đó, nhưng mà cái đối tượng chính là sinh viên. Thì sinh viên đây, cư dân đây thì ngoài cái việc là họ sinh sống gắn với cả cái khu đô thị, thì họ có một cái hoạt động, cái nhiệm vụ hay là cái sứ mệnh chính trị của họ đấy là học tập, nghiên cứu. Và cho nên là trong cái đô thị đấy thì hiện nay Đại học Quốc gia cũng thiên về vừa là thông minh, nhưng mà thực sự là nó phải tạo ra những cái tiện ích cho người học. 3 năm tới được xem là giai đoạn tăng tốc trong việc xây dựng tại Hòa Lạc. Các công trình chính là giảng đường, trung tâm sáng tạo nghệ thuật, dịch vụ tiện ích, cảnh quan môi trường. Vấn đề ở chỗ, làm thế nào để thực hiện đúng mục tiêu đề ra? Bởi Đại học Quốc gia Hà Nội đã mất tới 19 năm mới đi vào hoạt động và hiện nguồn vốn giải ngân mới chỉ đạt khoảng 15%. Nhất là Thủ tướng Chính phủ còn chỉ đạo rất là quyết liệt. Và hiện nay các bộ ngành vào cuộc cũng rất là sát. Thành lập riêng một cái tổ công tác cho công tác giải phóng, đẩy nhanh cái tiến độ về giải phóng mặt bằng tại Hòa Lạc. Thế thì các cái về mặt bố trí vốn thì cái nguồn để bố trí cho Hòa Lạc vừa rồi cũng rất là tốt. Thì chúng tôi cũng tin rằng là trong thời gian tới thì cái tốc độ nó sẽ nhanh hơn. Một chiếc xương cầm đặt ở hành lang để sinh viên nào cũng có thể chia sẻ cảm xúc. Một thay đổi nhỏ nhưng góp phần tạo nên các giá trị mới. Đại học Quốc gia Hà Nội đang trở thành hình mẫu trong việc dẫn dắt xu hướng đưa các trường đại học từ nội thành ra ngoại thành.